Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ. À dạ đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh ạ. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi, mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai cho em. Không khét chính đó. Tầng cuối cùng là khét đó. Tầng cuối là khét anh, tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Nay là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Nhà của má làm. À bạn trai. Em tịch luôn à em. Dạ, bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp mới cười kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào không anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh ơi. Không anh nghĩ nó chơi vui thôi. Chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có là... cái mặt cổ bên đây là y chang là nói thiệt luôn. Không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lơ lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. Không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Ủa, cái này được à, em còn nữ em thích nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó, lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy, có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói là vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi, đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi, mình em lười được rồi. À, thôi cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Dạ cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. À, mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. À, mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn nó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ em đạo cao đài ạ. Rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có anh Nguyễn Linh đi. Vậy hả? Dạ. Còn Nguyễn Linh thì bạn trẻ nha chị. Mà đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Quyền Linh à. Rồi, cảm kia, ơn em nha. Bên kia có giống anh Quyền Linh không? Đẹp trai hơn. Vậy bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da và trắng. Da trắng đi làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì tại em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi. Ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Nói chung nãy giờ hai bạn nói chuyện ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu, trừ khi em đánh lại thôi.
đâu có đánh đâu, hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn vặt lắm. Đất ơi, rồi tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chứ. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, ở nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Ừ, phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái hả? Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xuyên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó. Cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Cảm ơn mày nhỏ mới tặng cho em. Rồi, em cảm ơn. Đầu tiên rồi coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Cả trắng. Ông nhìn sao mà dê mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có ạ. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Thế quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay mới nghe. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nhảy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Đê trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Trời ơi.
Trời ơi, bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm ở đâu vậy? Như rồi. Anh diễn tả cái quyết liệt của cô em gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên tiền. Xí cho em hỏi cái, ủa nãy giờ cô cầm nè, không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ mới tặng mới có ý nghĩa à. À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo, nên bút chì mới có cục gom. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gom. Hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Cặp này dễ thương nè. Nếu mà anh em cũng tự tin, không có chút bản lãnh cần để hiểu biết thì không. Tài năng thì hạn chế lắm chưa? Gì vậy, mới thấy là có chút bản lĩnh nào tại ưu điểm ok lắm mà. Tự nhiên qua tới nhược điểm cái thiếu tự tin hẳn vậy. Không phải thiếu tự tin mà là không cái sợ đoán nhiều hơn chứ chưa. Ừ, có tật xấu gì không? Đâu kể cho thử coi. Tật xấu trong cuộc sống hay là tình riêng gì? Trời ơi, làm như nhiều lắm luôn, kể luôn cả hai cho chị nghe thử coi. Nhậu nhiều quá xỉn. À, nhậu nhiều là được mấy thùng? Ý nhậu được mấy thùng? Em đưa con được nửa thùng à. À. Đừng nhậu nhẹ nhiều, rồi gì nữa? Rồi là... 200 gram. Ừ. À. Vậy thôi, không, mấy cái... Lát để hạn chế. Ừ. Okay. Có ở dơ rồi không? Có ở dơ rồi hay là... Vũ phun gì đó không? Nóng tính rồi. Không, tuy em thì hơi sao chút nhưng không dơ. Ở công việc em đang làm là gì Dương? Em lên nhân viên văn phòng, mình chăn nuôi. Xích cái ghế lên chăn không các bạn. Ủa là nhân viên văn phòng mà chăn nuôi làm sao? Công ty chăn nuôi. Ừ, em làm ở đâu? Hiện tại nó làm ở Đồng Nai. Đồng Nai của anh? Quê của em á, quê em thì ở đâu? Quê em ở Thanh Hóa á chị. À, là bây giờ ở Đồng Nai một mình hay là sao? Dạ vâng, em đang ở một mình. À, gia đình em ở quê. À. Dạ. Rồi. Vậy thì ở trong này là ở chung như, ở nhà trọ hay là em thuê như thế nào? Hay là sao? Ở trong này em ở trong T luôn đó chị. À. Dự định là... quê không đây? Không biết công việc của em ở trong này thì có thể em ở trong này. Ra phụ thuộc vào vợ sau này vợ quyết định ở đâu thì ở đó. À, rồi vậy bây giờ chia sẻ giùm chị cái đường tình duyên của mình đi, bao nhiêu mối tình rồi sao chia tay nè? À, bao nhiêu mối tình thì em hết cấp 3 đến đại học năm 2 bắt đầu quen là 4 tháng chia tay, dừng chứ mình chia tay gọi là dừng đó. Để cảm thấy không hợp nhau. Bạn ở kia ghen quá này, hợp nhau. Em xin trường. Xong rồi hơn 5 năm quen tiếp bạn này, hơn 5 năm. Ờ. À. 5 năm thì lúc đầu xuân sẻ xong gia đình bạn. Lúc đầu không sao, xong thì đi cho một thanh hóa rồi này nọ nữa. Ờ. À. Bạn nó ở đâu? Bình Phước. Ờ. Xong rồi. Thế bạn nữa kia không có lập trường, gia đình ăn cắm thì cũng bình thường thôi. Các bạn thì cũng nghe theo gia đình, nên là nghe bình thường luôn. Là tốt tình an của em. Rồi sao nữa? Rồi mối nào nữa không? Đó, em cứ vậy thôi, em đơn giản lắm. Có hai mối tình nữa thôi đó hả? Hai mối tình tốt. Cũng thì học hết cấp 3 đâu có yêu thích ai đâu. Thì đi làm chưa xuống cái học đại học đó. Em còn em sinh năm bao nhiêu Dương? Dạ em 93 chị. 93 hả? Rồi dự định bao giờ mình sẽ kết hôn? Ôi cái này không phải là dự định bao giờ mà nhà cũng hối rồi sợ ấy quá sợ hối. Ừ, rồi có làm ai cho em cô nào ngoài kia không? Cái nhà kia tôi cứ quê bên vẫn gần cái chị ta cứ đại thì với nhau được thôi. Ừ. Đấy, dạ bây giờ được
anh quen nhau và em cưới được 5-2 năm cũng có con nữa, vẫn chia tay bình thường. Chứ cưới mai mốt. Rồi bây giờ thích bạn gái như thế nào, mô tả kỹ chi tiết giùm chị, tuổi tác, quê quán, ngoại hình đầy đủ luôn. Em không quan trọng ngoại hình, tại vì em ngoại hình em xấu đều nhu cầu. Em cao bao nhiêu? Em mới 53. Thì bạn gái, rồi bây giờ bạn gái sao? Tha cao hơn em được không? Cao hơn được càng tốt, chị bằng không bình thường thôi, em cũng bắt buộc. Ừ, 1m53, bây giờ mình mang giày đồ lên cao, có giày độn đồ đó. Thì em cũng không quan trọng đâu, trời xin cao sao vậy thôi chứ không nhất thiết phải là chạy theo xu hướng của nhu cầu của người khác. Không phải là mình chạy theo xu hướng, mà bạn gái thì ít nhất cũng như người ta cũng sẽ muốn cho bạn trai cao to bự bạn xíu, cho nên mấy cái giày độn nó mới ra đời. Thì gọi là mình đặt giày mình mang mình đi cạnh bạn gái cho đẹp, người ta tự tin, người ta vui hơn, có sao đâu em. À không, cái đó sẽ có thôi, nhưng mà nếu nhu cầu cao quá cao thì em chịu. Đâu có bắt em cao mang dài rồi mà độn 10 mấy phân đâu. Ít nhất là mình độn lên xíu xíu thôi, hiểu không? Tới khi ghi hình cũng vậy. Đó, đặt đi, bây giờ đặt đi, một tuần lễ mới có bạn mà. Lo mà đặt cái dài độn 5 phân đi, cho cái ngoại hình mình nó được chỉnh chu một chút xíu, em biết không? Chứ không phải là mình nói là mình sống nó hơi bề ngoài. Nhưng mà bạn gái thì em thật ra em cũng thích cô gái cũng xinh xắn tí chứ, đúng chưa? Đúng rồi, nhưng mà đâu cái gì em ai cũng thích cho chị, nhưng sau là em không được đẹp nên em không dám đòi hỏi cao, biết vậy á. Trời ơi, thì mình đòi hỏi cao thì mình phải nâng cái khí chất mình lên là mình có chứ gì đâu. Em thiếu tự tin nên không được, chứ không phải là em xấu, phải thần thái lên đó nha. Rồi rồi còn những cái yêu cầu khác, quê quán rồi này kia thì có yêu cầu hơn nữa không? Quê em thì thích những bạn từ quê miền Trung thôi, em không có quen từ quê trong Nam này đâu. Lý do không phải em phân biệt vùng miền, văn hóa vùng miền cái gì cả. Và chẳng qua là cái tương lai sau này nó xa xôi, nội ngoại nó xa, nó công tốn thời gian nữa, bận nhiều nữa. Đó nên em thà thì quen em quen luôn ở nước ngoài nó luôn thân thiện, sau này không biết đây đám tình nhỉ, Tết Trung với biển gần đó chị. Rồi đỡ về khó khăn của di chuyển nữa. Rồi ok. Còn điểm em không thích ở bạn gái là gì? Em chưa nói hết cái chỗ thì bạn gái là tính cách là ngoại giao, xã giao tốt. Tốt có nghĩa không bắt buộc là mình tốt mọi người mà biết ứng xử đối nhân xử thế trong anh em dòng họ bên nội bên ngoài thì khéo léo trong giao tiếp á. Gì nữa không? Không thích gì nữa không? Xăm mình hay nhuộm tóc rồi được không? Em bản thân con trai mà em không có hút thuốc, cũng không có xăm mình, cũng không có bắt lỗ tai nhuộm tóc, nên là em cũng không có nhu cầu đó. Nhưng mà xăm thì hạn chế, xăm những chỗ nào kín đáo một tí, chứ đừng có xăm kiểu giang hồ quá, gây gây để chồng họ em đã quay xăm bắt lỗ tai gì đó. Thế vậy nên là cũng em nó không phải là cha chữa, nhưng mà nhìn khi về quê ví dụ có dẫn về mình xăm chỗ này đó là nhà, nên là em cũng yêu cầu hạn chế xăm đi, còn nhuộm tóc là bình thường, số bây giờ tóc là bình thường, chị nghe rõ không? Chị vẫn nghe nè, chị vẫn nghe, nói đi anh ha. Nói đi rồi, ok em. Rồi nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc rồi em tới trường quận 7 để em ghi hình được, đúng không? Vậy thầy báo trước em sẽ tại công việc em chỉ biết là chăn chăn nuôi cái tính chất đặc thù công việc là dịch bệnh nhiều á. Thế vô ra nên dẫn đến tình trạng bọn em không có nhiều thời gian tiếp xúc các bạn nữ, nên dẫn đến hiện tại bây giờ nên chỉ cảm có thể okay. Mình đó. Okay. Sẽ phải báo trước để em xem có sắp xếp được hay không ha, thì cơ duyên của mấy bạn thôi, mình cố gắng sắp xếp được thì mình đi, mình gặp bạn gái mình tìm hiểu. Chương trình chỉ có nói được thôi cho em thôi mà ha. Rồi ok, rồi xong rồi đó Dương ơi. Có gì chương trình liên lạc lại nếu em được chọn nha. Cảm ơn em nhiều. Dạ em chào chị. Dạ em cảm ơn anh nha, anh bấm nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Cái
camera xích ra xíu, chị cũng cần xem cái gương mặt với cái ngoại hình mình tí xíu. Ừ đúng rồi. Em không để ra một góc vậy đi. Xong rồi hồi nãy cái phút hồi nãy để cho nó cố định lại ha. Mình gọi mẹ rồi, cho mẹ đi. Rồi bây giờ em chia sẻ giùm chị nha, về chia sẻ về bản thân em. Chia sẻ họ tên nè, công việc, quê quán của mình trước. Rồi sau đó điểm mạnh, điểm yếu mình cố gắng mình nói chuyện tự tin lên, vui vẻ lên giùm chị ha. Mời em. Em tên Mạnh Minh Quân, quê quán em ở Vĩnh Long á, mà em sống tại thành phố hồi nhỏ rồi. Rồi bao nhiêu nhà tên này đúng không? Dạ. Em sinh năm mấy Quân? Em sinh 1980. 80, trời ơi. Em sinh năm 80 à, ông lớn tuổi hơn tôi luôn à, trẻ trung quá ta. Công việc mình đang làm là gì? Dạ em đang làm cho công ty chạy xe cho công ty Map Pacific Singapore á chị. Là coi như tài xế xe mấy chỗ? Dạ chạy xế xe 16 chỗ. Chở nhân viên hay là sao anh? Dạ anh chở nhân viên nhân phòng á, đi mấy cái vùng để mà đưa dẫn ba cái thuốc bảo vệ thực vật á, đi em làm thuốc bảo vệ thực vật mà. Trời ơi vậy là đi nhiều nơi lắm nè, tài xế đâu có ế đâu. Đâu có đâu, tùy theo người chứ. Em đâu có đâu có là chẳng qua đâu mà có khỏe em. Gì đâu mà đăng qua, ý là bây giờ mình đi rồi đi gặp nhiều người như vậy thì thấy ai được là có làm quen, kết bạn, nói chuyện được không? Dạ không, tự vì công việc của em mà tiếp xúc với mấy người nông dân không ạ. À, thấy nãy thấy chở nhân viên dân phòng được đi đó là cũng tới nhiều nơi rồi, bà con rồi. Dạ không có cái gì em thì nói chung là cái tuổi của em nó bị lệch lệch á, giống như bằng tuổi em á là thường thường đa số đã có gia đình, có vợ con hết rồi. Ừ. Mình có vậy là mình được bao nhiêu mối tình rồi hả anh, rồi tại sao chia tay? Thì đó em năm 20 tuổi á là em có quen được một người. Người đó học ngành y chung với em á. Ủa mình học ngành y hả? Em y sĩ điều dưỡng á, mà tại vì em làm cho bệnh viện em thấy nó gò bó quá. Với lại nhà em có việc đó, cho nên em mới nhà em cũng kinh doanh xe đó. Em chạy cho nhà. À có những xe nhà mình luôn. Rồi nhà em xe của nhà hợp tác với công ty Map á, chính nè. À rồi, thôi vậy nhà cũng được rồi, cũng có điều kiện xe hơi đồ đúng không? Dạ. Trời tôi phải hỏi kỹ chứ tôi mới may mối được chứ. Rồi vậy bây giờ nè, là lý do làm sao mà không tìm được bạn gái mà phải lên chương trình, tại ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn đó. Thì cái để nói cho nghe cái em có mối tình rồi đó thì quen bé đó xong rồi bạn được 2 năm. Thì bé đó là mấy bác hiện ra là bé đó đậu cứu em thì đâu. Bây giờ dự định kết hôn rồi nhưng mà cuối cùng nhà bên không có chịu. Ừ. Đó, bắt em theo đạo thì mẹ em bên đây cũng không chịu. Đúng đó. Rồi, rồi vấn đề đạo chia tay là năm 20 tuổi. Rồi xong rồi em mới đi bộ đội. Rồi em mới đi bộ đội thì đi cũng gần 7 năm, chục gần 7 năm á. Gì dữ vậy? Thì em học ngành y trong quân đội mà. À, coi là học quân y đó đúng không? Đó, học quân y cho nên mình phục vụ cho người ta nha, trong trọng hết thời hạn mình mới được về. Rồi, à. Rồi xong rồi. Rồi. Sao nữa? Về thì nó cái tuổi lúc đó cũng gần 30 rồi. Rồi em mới học điều dưỡng thêm 2 năm, cũng gần 5 đó. Rồi xong rồi vô bệnh viện làm thì kia thì không có thời gian. Nói chung là không có gặp người nào mà nó hợp với lại nghĩ với lại cái mối tình cũ á, cái nó chán nản á. Ngày qua nó đến giờ luôn. Xong rồi em thấy mẹ em già quá rồi, lớn tuổi. Cái mẹ em kia cứ lấy vợ đi chứ mốt bà chết bà không yên lòng. Thì thấy trình này cũng hay, cũng kết nối yêu thương được thì em cũng thử coi sao gặp người nào mà hợp với mình không. Ok, rồi bây giờ thích tìm một người như thế nào nè? Dạ. Mô tả kỹ giùm em nha. Sao chị? Bây giờ tìm một người như thế nào nè, mô tả kỹ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Em thì nói chung đơn giản lắm. Không có
không có quan trọng gì ngoại hình thế gì á, mà quan trọng là đừng có đạo chúa là được. À rồi với lại là phải có đạo đức đó. À. tuổi tác sao anh? Tuổi tác thì nói chung nhỏ hơn em chừng vài ba tuổi cũng được. Lớn hơn vài ba tuổi được không? Lớn hơn vài ba tuổi nhiều khi em không hiểu người ta đó, không có chịu nổi. Em tính con nít lắm. Dạ. Rồi đúng rồi, tính con nít nữa. Bố 30 tuổi rồi biết không? Ai biết đâu, em ai trong xóm mà em có em con nít lắm. Ừ. Giờ muốn làm con nít hay người lớn? Thì giờ làm lớn chứ sao không nít được. Trời ơi, cứ vậy hoài. Rồi ok, rồi bây giờ gái khu vực miền nào được nè? Dạ gần gần nhà em cũng được, hay là xa xa hơn chút cũng được, chứ đâu cũng được á, miễn sao hàm là được. Miền Tây được không? Miền Tây được không? Dạ. Người miền Tây được không? Thì chỉ coi sao mà hàm là cái giống em là được. Rồi ok, rồi. Mình ca hát gì được không anh? Em hả? Ừ. Hát được, hát chút đỉnh được. Rồi mời anh hát vài câu nghe chơi nha. Hát bài gì? Bài gì cũng được á. Vậy hả? Trời ơi. Trời, tao nghe thử cái giọng coi hay không mà. Ừ. Hát tiếng Anh hả? Tiếng Việt cũng được luôn. Thôi vậy hát tiếng Việt. Không lộn xộn, cái bài gì cũng được, để tôi nghe chất giọng nè. Đêm nay trên phố mưa tay bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Rồi thôi vậy rồi chị ơi. Dạ. Alo. Rồi ok, xong rồi nha, cảm ơn anh nha. Rồi nếu mà ghi hình ở Sài Gòn thì chắc là mình cũng sắp xếp mình đi được đúng không? Dạ, ghi hình ở Sài Gòn thường thường ghi hình ở 7 giờ không chị? Hay là không có ghi hình cái giờ theo giờ của MC, cho nên tụi em sẽ báo anh rồi anh sắp xếp được không? Dạ có gì chị báo trước, em có em xin công ty nghỉ ngày. Được mà đúng không? Rồi ok, đi kiếm vợ thì cũng phải đầu tư xíu chứ, phải nghỉ làm được chứ đòi vô thứ bảy chủ nhật chị nữa. Dạ. Nha. Dạ rồi ok. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nha. Dạ rồi. Dạ anh bấm nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Em cảm ơn anh. Dạ. Yeah.